Làm giàu phải khôn, đầu tư cho năng lực kiếm tiền lâu dài quan trọng hơn kiếm được tiền tỷ trước mắt. Cái gọi là vận may chẳng qua cũng chỉ là sự tích lũy của những thói quen tốt, những thứ giúp bạn có khả năng nắm bắt cơ hội mà thôi. Thomas Cozay, một nhà hoạch định tài chính nổi tiếng người Mỹ, đã dành 5 năm để thực hiện một nghiên cứu. Ông đã khảo sát 177 người giàu tự thân và 128 người đang vật lộn với ngưỡng nghèo, với hy vọng tìm ra lý do tại sao người nghèo lại nghèo thông qua so sánh. Sau cùng, ông phát hiện ra rằng khoảng cách gốc rễ giữa người giàu và người nghèo nằm ở thói quen hàng ngày. Sự tích lũy tài sản của một người không chỉ là kết quả của sự may mắn, học vấn và sự chăm chỉ, mà còn là kết quả của những thói quen hàng ngày. Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong đời, nó phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu thói quen giàu có. Một, Đầu tư vào thói quen của riêng bạn Warren Buffett đã từng nói như này, có một khoản đầu tư giá trị hơn tất cả những khoản đầu tư khác, đó là đầu tư vào chính bản thân mình. Không ai có thể lấy đi những gì bạn đã học được và tất cả mọi người đều có tiềm năng thực hiện khoản đầu tư này. Mỗi khoản đầu tư bạn thực hiện vào bản thân trong tương lai đều sẽ giúp bạn nhận lại được lợi nhuận. Nelly Gallen, người được tờ New York tham gọi là thiên tài kinh doanh đến từ vùng nhiệt đới, từng chỉ là một cô gái nhập cư Cuba bình thường. Năm đầu cấp 3, cô suýt bỏ học vì không đủ tiền đóng học phí. Cô kiếm tiền đóng học phí bằng cách giúp một bà lão trên cùng con phố bán mỹ phẩm. Sau khi tốt nghiệp, cô từng bước phát triển từ một thực tập sinh trở thành nhà sản xuất, tạo ra hơn 700 chương trình. Sau khi kiếm được tiền, Nelly lần không tiêu xài phung phí mà tiếp tục đầu tư cho bản thân. Cô lấy bằng cử nhân văn học và học thêm 4 năm nữa để lấy bằng thạc sĩ tâm lý học. Bằng cách không ngừng làm giàu cho bản thân, cô đã trở thành một phù thủy kinh doanh trong giới kinh doanh Mỹ và đạt được tự do tài chính. Trả lời phỏng vấn, Nelly lần thẳng thắn cho biết, thành công của tôi bắt nguồn từ việc không ngừng đầu tư vào bản thân. Mỗi người đều có thể tự làm chủ cuộc sống của mình, đừng dừng việc đầu tư vào bản thân, hãy tự nắm giữ thành công và hạnh phúc trong tay mình. Khả năng đầu tư và kiếm tiền về lâu về dài quan trọng hơn việc kiếm được một tỷ trong thời gian ngắn. Cuộc sống là một quá trình đầu tư, bạn đầu tư vào đâu, bạn sẽ gặt hái được ở đó. 2. Thói quen tư duy sâu Lôi quân, người sáng lập của Xiaomi từng gọi cho nhà đầu tư Lưu Cần và nói, tôi luôn nghĩ rằng anh có sự độc đáo của riêng mình trong việc đầu tư anh có thể cho tôi biết những điều cần thiết để trở thành một nhà đầu tư thành công hay không? Lưu Cần nói với Lôi Quân, tôi tin rằng tôi là một người cực kỳ siêng năng. Tôi tin rằng ông trời nhất định sẽ ban thưởng cho những người làm việc chăm chỉ. Đáng nói là Lôi Quân không đồng ý với câu trả lời này. Trong quá trình khởi nghiệp sau này, Lưu Cần mới dần dần hiểu được Lôi Quân. Siêng năng là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ. Suy nghĩ sâu sắc quan trọng hơn làm việc chăm chỉ. Tôi nghĩ tư duy sâu sắc mới là thứ thực sự quyết định cuộc sống. Trên đời này, siêng năng chia làm hai loại, một là siêng năng về thể chất, hai là siêng năng về mặt tinh thần. Doanh nhân người Trung Quốc, Thẩm Lăng từng chia sẻ câu chuyện về hai nhân viên của công ty mình. Minh luôn được các đồng nghiệp công nhận là một nhân viên gương mẫu, anh ấy cũng luôn là người cuối cùng rời công ty mỗi ngày. Minh cũng là người đầu tiên đến vào sáng hôm sau và làm thêm giờ vào cuối tuần mà không phàn nàn gì. Trong khi đó Lưu, một nhân viên khác đã trở thành quản lý trong vòng chưa đầy 3 năm kể từ khi gia nhập công ty và mức lương của anh ấy gấp đôi so với mình. Sự khác biệt lớn nhất giữa mình và Lưu là một người giỏi suy nghĩ, trong khi người kia không bao giờ sử dụng cái đầu của mình. Công việc được giao cho mình sẽ không có sai sót, nhưng cũng sẽ không xuất sắc. Nhưng Lưu thì khác, mỗi khi được giao nhiệm vụ, anh ấy sẽ không vội vàng thực hiện mà trước tiên sẽ suy nghĩ xem ý định thực sự của người lãnh đạo là gì. Và liệu có giải pháp nào tốt hơn ngoài cách giải quyết hiện có hay không? Thẩm Lăng nói rằng, ông chủ thích một nhân viên chăm chỉ như mình, nhưng họ sẽ không trọng dụng anh ấy chỉ những nhân viên như lưu mới có thể trở thành đối tác thực sự và cùng nhau dẫn dắt công ty phát triển sự khác biệt giữa nhân viên bình thường và nhân viên xuất sắc nằm ở tư duy sâu sự khác biệt giữa sếp nhỏ và sếp lớn cũng nằm ở tư duy sâu dù seo nói rằng có những người thà chết chứ không chịu suy nghĩ và trên thực tế họ thực sự đã không chịu suy nghĩ cho đến khi chết nếu không có một tư duy sâu mọi nỗ lực đều vô ích nhà triết học pháp bát can từng nói rằng con người là cây sậy biết suy nghĩ và con người vĩ đại là nhờ biết suy nghĩ một người hời hợt và lười suy nghĩ sẽ mãi chỉ có thể ở trong trạng thái tầm thường. 3. Thói quen đọc nhiều. Theo số liệu khảo sát ở nước ngoài, 88% tỷ phú duy trì thói quen đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày để tiếp thu kiến thức. 58% người giàu chủ yếu đọc tiểu sử của những người nổi tiếng và họ sẽ học được những bài học cuộc sống từ những nhân vật huyền thoại này. 55% mọi người đọc sách về trao dồi hoặc phát triển cá nhân và tìm thấy trong đó những phương pháp luật để cải thiện cuộc sống và sự nghiệp của mình. Có người nói, muốn làm giàu trước hết phải khôn, và cách thiết thực nhất, hiệu quả nhất, ít tốn công sức nhất để trở nên khôn chính là đọc sách. Sau khi mất trở thành người giàu nhất thế giới, anh có bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, khi ấy, CN Jing Ji, trưởng khoa kinh tế và quản lý của Đại học Thanh Hoa, đã hỏi anh bí quyết để trở thành người thành công như hiện tại. Câu trả lời của Mất rất đơn giản, bởi vì tôi đọc rất nhiều. Khi còn là một cậu bé, Mất thường bị nhân viên bán hàng trong hiệu sách đuổi về vì quá mải mê đọc sách mà không để ý tới thời gian. Từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ, Mớt sẽ đọc bất cứ thứ gì có trong tay. Khi còn là một thiếu niên, Mớt đọc hai cuốn sách mỗi ngày về các chủ đề khác nhau. Để dễ hình dung, nếu bạn chỉ đọc một cuốn sách mỗi tháng thì Mớt đọc gấp 60 lần bạn. Mớt không bao giờ gò bó mình trong một lĩnh vực chuyên môn nhất định. Trong giai đoạn đầu, Mớt đọc các sách về khoa học viễn tưởng, triết học, tôn giáo, lập trình, tiểu sử của các nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân sau đó dần dần anh mở rộng sang các lĩnh vực như vật lý, kỹ thuật, thiết kế sản phẩm, kinh doanh, công nghệ và năng lượng. việc đọc nhiều đã cho phép mất tạo ra bốn công ty trị giá hàng tỷ đô la trong bốn lĩnh vực khác nhau ở độ tuổi 40. nhà đầu tư Charlie Munger đã nói: tôi chưa bao giờ gặp một người thông minh nào mà không đọc nhiều sách. Không, không một ai. văn phòng của Warren Buffett không có máy tính hay điện thoại thông minh, chỉ có sách báo và ông dành 80% thời gian trong ngày để đọc. cuộc đời giống như leo lên một tòa nhà cao chót vót người bình thường leo từng bước một lên cầu thang. Còn những người đọc sách lại giống như đang ở trong thang máy. Hãy luôn nhớ rằng độ dày của những cuốn sách mà bạn đọc chính là độ cao sự nghiệp của bạn. 4. Thói quen tiết kiệm tiền đề phòng rủi ro Một doanh nhân giàu có từng nói trong một bài phát biểu, tài sản của hầu hết những người giàu nhất Hồng Kông ngày nay đều có được nhờ tiết kiệm. Họ không phải kiểu cứ có tiền là đi du lịch, có tiền thì quẹt thẻ. Tiết kiệm tiền là tầm nhìn lớn nhất của một người trương thanh một người làm trong lĩnh vực truyền thông đã từng chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp của mình vì cảm thấy mình không hợp với môi trường làm việc của công ty cũ anh đã quyết định xin nghỉ việc và tự mình kinh doanh trước đó để hiện thực hóa ước mơ của mình khoảng thời gian vẫn làm việc ở công ty anh đã cùng một lúc nhận viết bài cho năm tạp chí thu nhập mỗi tháng từ công việc phụ này đem lại cho anh hàng chục triệu để tiết kiệm tiền anh đã đăng ký làm một thẻ ngân hàng mỗi tháng lĩnh lương, anh sẽ gửi 60% vào thẻ và để lại 40% để chi tiêu sinh hoạt. Mỗi xu anh kiếm được thông qua công việc phụ của mình đều đi vào đó. Sau hơn 2 năm, khi số tiền tiết kiệm đã đủ lớn để khởi nghiệp, anh nộp đơn xin nghỉ việc và bắt tay xây dựng con đường của riêng mình. Anh tự mình tính toán, cho dù không có chút thu nhập nào, cộng thêm tiền lương của hai người trợ lý. Số tiền hiện có cũng đủ để anh lăn lộn trong 2 năm sau khi bắt đầu kinh doanh vì có tiền và dòng tiền dương anh ấy dám thử rất nhiều thứ và quy mô nhóm cũng dần dần lớn lên ngay năm đầu tiên khởi nghiệp công ty của anh đã có lãi nhìn lại kinh nghiệm khởi nghiệp của mình trương thành cho biết bạn càng tiết kiệm được nhiều tiền khả năng chống lại rủi ro của bạn càng mạnh khả năng và việc sẵn sàng khám phá thế giới của bạn càng lớn thái độ của bạn đối với thế giới sẽ trở nên tích cực và bình tĩnh hơn khả năng nhận ra giá trị bản thân của bạn sẽ mạnh mẽ hơn theo một nghĩa nào đó tiền tiết kiệm chính là tài nguyên của bạn và tài nguyên lại chính là khả năng giúp bạn phá vỡ khó khăn lời kết nhà tâm lý học william james nói rằng thói quen giữ cho các tầng lớp xã hội tách biệt không lẫn lộn thay đổi thói quen suy nghĩ có thể dẫn đến thay đổi hành động chỉ bằng cách thay đổi thói quen hành động chúng ta mới có thể hiện thực hóa bước nhảy vọt trong sự nghiệp cái gọi là vận may chẳng qua cũng chỉ là sự tích lũy của những thói quen tốt những thứ giúp bạn có khả năng nắm bắt cơ hội mà thôi